Xin chào cả nhà. Số người ở Hải Phòng bên em lên sóng cho các bác một em bếp từ đơn hiệu Toshiba nhé các bác nhé. Con này đây các bác này, mã MRF20. Đấy, con này thì được thiết kế bởi màu đen nhá. Đen luôn. Mặt này là mặt kính này các bác này. Hình thức thì còn rất chi là đẹp luôn các bác nhá. Con này công suất của nó là 1300W điện 100V này. Đấy. 1300W và date của nó là 2014 nhá các bác nhá. In Japan luôn này. Hình thức thì rất chi là đẹp, toàn bộ phần mặt kính ở bên trên thì không vỡ, xung quanh mặt nhựa thì không vỡ, không nứt các thứ nha các bác nhá. Hình thức đẹp, màu đen tuyền, đen bóng luôn. Ở đây em test thực tế và hướng dẫn luôn các bác cách sử dụng này. Bọn này thì 100% gần như là toàn bộ bằng cái dòng dây hít như này nha các bác nhá. Lâm châm hít. Đem test và em hướng dẫn luôn các bác cách sử dụng nhá. Đây. Đây là phím, này là phím đun nấu bình thường này, ví dụ ăn lẩu và các bác nấu nướng là các bác ấn phím này cho em. Đây là tăng, giảm này, giảm. Ok chưa? Đấy các bác tắt đi này. Đấy. Đấy bên này thì là nút chiên, ví dụ các bác rán này. Chiên. Đấy, tăng này. Giảm nhá các bác nhá. Đấy và các bác hủy này. Đấy. Còn bên hai cái phím bên này là cái phím hẹn giờ. Phím này là phím hẹn giờ và phím này là phím hẹn phút. Hẹn giờ thì chỉ có ở chức năng ví dụ nấu như này thì các bác hẹn giờ này. Đây là 1 tiếng này. Đấy. Và hẹn giờ nó chỉ để ở mức độ 1 tiếng. Đấy. 1 tiếng là cao nhất nhá. Còn đâu các bác muốn hẹn phút thì bên này 1 phút này, 2 này, 3, 4, 5. Đấy, phút thì rất chi là dài luôn. À, và các bác hủy đi. Ok chưa? Em hướng dẫn lại nhá, đây nút nấu này. Nấu nướng bình thường này, hẹn giờ, đây là hẹn giờ, hẹn phút. Đấy. Tăng, giảm. Và đây là nút để các bác rán chiên ấy. Đấy, chiên. Em test ngon lành ấy nhá các bác nhá. Mọi chức năng hoạt động hoàn hảo này. Con này em bán cho các bác giá này 850.000 em bao ship, bảo hành cho các bác 6 tháng, mọi chức năng hoạt động ok. Công suất 1300W, date 2014 các bác nhá. Đấy, điện 100V. Và bác nào cần thì alo em, số điện thoại 0934230664 ạ. Rồi em xin chào các bác ở các video sau ạ.